Nhắc tới trận quân ta đại phá Mông Nguyên, không thể nào bỏ qua một phần công lao to lớn của Kình Ngư Yết Kiêu, người được sử sách nhắc tới với biệt tài Nhập Thủy Như Phúc Bình Địa Hỷ, đồng thời cũng là vị tướng tài ba dưới trướng Trần Quốc Tuấn, được vua ban tặng danh hiệu Trần Triều Đệ Nhất Đô Soái Thủy Quân. Có thể nói rằng, danh tiếng và tài năng của Yết Kiêu lúc bấy giờ trong hàng tướng tá ít có ai bì kịp, chưa kể ông còn là một trong những anh hùng nổi tiếng đào hoa trong lịch sử nước nhà. Dù đi chinh chiến quanh năm, nhưng vẫn lọt vào mắt xanh của nhiều vị tiểu thư nhà quyền quý, trong đó có cả công chúa nước địch. Nàng không ngại bỏ lại quốc mẫu Trung Hoa để tới Đại Việt, mong được kết duyên với anh hùng nước Việt, nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Vậy câu chuyện của Yết Kiêu và nàng công chúa này đã xảy ra như thế nào? Yết Kiêu nhân dạng ra sao, tài đức cỡ nào mà làm siêu lòng biết bao nhiêu thiếu nữ? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu điều đó trong video ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để kịp thời cập nhật những thông tin mới thú vị nhất. Yết Kiêu, tên thật là Phạm Hữu Thế, sinh năm 1242, quê cha ở làng Hạ Bì, còn gọi là làng Quát, nay thuộc xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông xuất thân trong một gia đình làm nghề đánh cá, từ nhỏ đã phải lăn lộn trên sông nước, kiếm ăn nuôi gia đình. Truyền thuyết kể rằng, một lần thấy hai con trâu thần từ dưới sông lên bờ húc nhau, Yết Kiêu đã dùng đòn gánh đánh đuổi, sau đó nhặt được mấy chiếc lông trâu. Khi cầm lên ngắm, tự nhiên thấy máu bừng lên mặt liền chạy ra sông, lao xuống nước, nước rẽ đôi, lên bờ thấy lông không ướt, Yết Kiêu liền nuốt vào bụng. Từ đó, thân thể cương tráng, trí lực phi thường, bơi lội dưới nước như đi trên đất bằng. Năm 1258, người dân Đại Việt ở khắp nơi hưởng ứng triều đình chuẩn bị cuộc chiến chống quân Mông Cổ. Nghe tiếng loa truyền tìm người đầu quân giúp nước, Phạm Hữu Thế mới 16 tuổi quyết định gia nhập quân binh. Nhờ giỏi bơi lội, ông được gia nhập vào đội thủy binh. Cũng trong năm ấy, Hưng Đạo Vương có tổ chức hội thi tìm người tài theo mình, trong đó đấu vật được xem là rất quan trọng. Tương truyền lần ấy, những ai đấu vật với Đô Châu, một gia nhân của hoàng tử Trần Ích Tắc đều thua cả. Đô Châu được xem là người vô địch về đấu vật. Thấy thế, tân binh Phạm Hữu Thế liền xin ứng đấu với Đô Châu. Trong cuộc đấu vật, các đối thủ hầu như đều tìm miếng để vật đối thủ xuống sàn. Thế nhưng, Phạm Hữu Thế lại bất ngờ sử dụng miếng đánh ngược lại, không dùng sức quật xuống mà lại dùng sức nhấc bổng Đô Châu lên, sau đó mới làm cho ngã ngửa dưới sàn. Mọi người đứng xem vỗ tay reo hò. Từ đó, Phạm Hữu Thế trở thành gia nô đắc lực của Hưng Đạo Vương và được đặt tên là Yết Kiêu. Sau này, nhờ vào lòng trung thành, tài trí và mưu lược mà được Trần Quốc Tuấn khen ngợi rằng chim hồng hộc bay được cao và xa là nhờ 6 cái trụ lông cánh. Nếu không khác gì chim thường, Yết Kiêu giả tượng là cánh chim hồng hộc của ta. Khi giặc Nguyên Mông kéo vào xâm lược nước ta, trên đường thủy chúng đã gặp phải những thiệt hại đáng kể. Bằng tài sông nước của mình, Yết Kiêu đã được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng đặc công nước, dùng tài lặn đánh đắm thuyền giặc. Nhiệm vụ của Yết Kiêu là tìm cách đục thuyền của giặc trong đêm. Khi màn đêm buông xuống, Yết Kiêu tìm cách vượt qua hàng lính bảo vệ thuyền giặc rồi nhẹ nhàng đục thuyền giặc. Mỗi thuyền phải đục khoảng trên 20 lỗ. Đục được lỗ nào là phải dùng rẻ đã cuộn tròn và buộc dây đút đút lại. Những cuộn rẻ ấy đều được buộc lại với nhau bằng một sợi dây. Một đêm, Yết Kiêu đục được khoảng 30 thuyền giặc. Đến gần sáng, khi đã đục đủ số thuyền đã định, Yết Kiêu liền kéo dây, khiến những nút rẻ trôi ra khỏi thuyền, khiến hàng chục thuyền giặc bị đắm. Hoàn thành nhiệm vụ, ông lại nhẹ nhàng bơi về địa điểm an toàn. Quân giặc sợ lắm. Lúc đầu, chúng không hiểu vì lẽ gì, sau giặc dùng lưới để ngăn chặn. Một lần không may, Yết Kiêu bị giặc bắt. Chúng hỏi ông, nước Nam bao nhiêu người có tài bơi lặn như mày? Ông đáp, nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi. Hiện nay, họ vẫn ẩn nấp ở dưới biển để đục thuyền. Chỉ một mình tôi vì kém cỏi, chẳng may bị bắt. Nếu các ông tha tôi ra, tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ họ ẩn nấp, tha hồ cho các ông bắt. Bọn giặc hí hửng tưởng bở, chúng lấy một chiếc thuyền nhỏ chở ông đi. Thừa lúc giặc sơ ý và không nhìn thấy, ông nhảy tung xuống biển, lặn trốn về doanh trại quân ta. Tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước, gây cho chúng những kinh sợ trên đường thủy. Trong cuộc đời cầm quân đánh giặc của mình, Yết Kiêu còn có nhiều giai thoại ly kỳ chiến đấu với thủy quái và dùng mưu trí để giúp chủ tướng thoát khỏi hiểm nguy. Chuyện kể rằng vào năm 1285, giặc Mông Cổ chính thức đổ bộ sang xâm lược nước ta.
nhà Trần dùng kế sách sơ tán bỏ nhà không để đánh lừa giặc. Trong kế hoạch đó, Ít Kiều được Trấn Hưng Đạo cử đi bảo vệ hai phu Trần cùng đoàn thuyền rồng hoàng tộc sơ tán về Nam Định bằng đường sông. Trên đường đi gặp gió to sóng lớn, nước sông chảy xiết làm đoàn thuyền rồng bị chao đảo như muốn chìm xuống lòng sông. Để tìm hiểu nguyên nhân, Ít Kiều lặn xuống đáy sông. Sau khi biết do con giảo long quậy phá, ông liền tâu vua xin được giết giảo long trừ hại cho dân. Giết xong giảo long, ông xách đầu nó lên tâu vua. Từ đó, ông được giữ làm trọng thần trong triều. Đến tháng 12 năm 1285, quân Nguyên lại tiến đánh Đại Việt lần thứ hai. Ít Kiều được giao nhiệm vụ cản thuyền giặc để bảo toàn cho vua giúp quân. Trong lúc nguy khốn, quân giặc đóng gấp bội, tự nhiên có một con cá rất lớn lao tới. Ít Kiều đã nhảy lên lưng cá và biến mất vào lòng sông sâu, giúp thuyền rồng rút lui an toàn. Bên cạnh tài hoa hơn người và lòng dũng cảm, thì Ít Kiều còn được biết đến là một trong những vị tướng số đào hoa bậc nhất khi liên tục lọt vào mắt xanh của các vị kiều nữ nức tiếng một thời. Thế nhưng, cả đời Ít Kiều chỉ yêu một người con gái duy nhất. Tương truyền, Ít Kiều muốn đóng cọc trên sông để ngăn đà tiến công của quân Nguyên Mông, nhưng lại không tìm đâu được sắt để bịt đầu nhọn cắm xuống sông. Lúc này ở Quảng Ninh có một lão bộc có tấm bản đồ dẫn đến nơi có sắt. Lão bộc này trước đây vốn là một tướng tài nhưng nay ở ẩn. Đứng trước nạn ngoại xâm, lão bộc muốn giúp Ít Kiều có được số sắt ngăn chặn quân giặc. Bấy giờ, Ít Kiều có dịp gặp gỡ với con gái lão bộc tên là Vân, là người có tấm bản đồ được vẽ ở sau lưng. Đây là tấm bản đồ dẫn đến nơi có sắt để mọi người lấy bịt đầu nhọn cắm sông Bạch Đằng trong trận chiến chống quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng. Đây là người con gái tài sắc vẹn toàn, hai người cảm mến nhau. Nhưng sau này, trong một trận đánh, người con gái đã lấy thân mình đỡ cho Ít Kiều một mũi tên để rồi mất ngay trên tay của Ít Kiều. Từ đó, trái tim của vị danh tướng đã mãi mãi đi theo người con gái này. Thế nên, đến cuối cuộc đời mình, Ít Kiều không lấy bất kỳ ai làm vợ. Cảm biệt tài của Ít Kiều, rất nhiều công chúa, quận chúa của triều Trần và công chúa con gái vùng Nguyên Mông đem lòng thương yêu, đòi lấy làm chồng. Thế nhưng, ông kiên quyết không lấy họ dù có bị chém đầu. Tương truyền, khi Ít Kiều hộ giá hoàng tộc nhà Trần về Nam Định, khi trực tiếp chứng kiến cảnh ông lặn xuống sông giết chết giảo long rồi mang đầu về cho nhà vua xem, công chúa An Tư và quận chúa Đinh Lan cùng cảm mến ông. Quận chúa Đinh Lan liền tâu với triều đình xin được lấy Ít Kiều làm chồng, thế nhưng Ít Kiều một mực từ chối. Nhà Trần có tục lệ chỉ người trong họ mới được lấy nhau, nên nếu lấy quận chúa thì Ít Kiều phải đổi sang họ Trần. Ít Kiều vì lý do không muốn đổi họ để từ chối. Dù bị áp lực nhưng ông quyết thà bị chém đầu chứ không đổi họ. Giận dữ, quận chúa xin chém Ít Kiều, nhưng tất nhiên nhà Trần không thể vì lý do đó mà trị tội tướng tài, chuyện này được cho qua. Ngoài quận chúa Đình Lan thì Ít Kiều còn vướng phải dây tơ của nàng công chúa nhà Trần tên là An Tư. Bà là con gái út của vua Trần Thái Tông, em gái của vua Trần Thánh Tông và là vợ của Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, khi công chúa chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình thì đã bị vua Thánh Tông gả cho thoát hoan nhằm thực hiện kế trá hàng. Công chúa An Tư đành gạt đi tình riêng của mình để thực hiện theo lời của vua. Trước khi sang, nàng yêu cầu Trấn Hưng Đạo cho gặp Ít Kiều. Sau khi gặp xong, An Tư yêu cầu Trấn Hưng Đạo cho Ít Kiều làm cầu nối đem những tin tức nàng thu thập được về nước. Nàng giao cho Ít Kiều bông lan đá và coi nó là vật đính ước giữa hai người. Sau nhiều lần đem tin tức từ trại giặc về nước, do sơ hở, Ít Kiều bị giặc bắt được. Khi bắt được Ít Kiều, chúng đem ông đến cho công chúa An Tư nhận diện. Đến nơi, công chúa An Tư nói, ta quyền cao chức trọng, làm sao biết đến hạng tiểu tốt. Nếu đúng là Ít Kiều, môi trường sống là dưới nước. Nghe nàng nói đến đây, Ít Kiều vùng dậy nhảy xuống sông thoát. Nhờ có cuộc hôn nhân này mà quân Trần rút lui an toàn trong chiến tranh Nguyên Mông, Đại Việt lần 2 vào năm 1285. Sau khi quân Trần bắt đầu phản công, quân Nguyên đại bại, Trấn Nam Vương thoát hoan, con trai của Hốt Tất Liệt đã phải chui vào cây ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy để về. Chiến thắng, hoàng tộc Trần làm lễ tế làng miếu, khen thưởng công thần, nhưng không có tài liệu nào nói đến An Tư công chúa. Không rõ công chúa còn hay mất được mang về Trung Quốc hay đã chết trong đám loạn quân. Nhưng mối tình bi tráng nhất của ông phải kể tới chuyện lọt vào mắt xanh của nàng công chúa xứ Trung. Chuyện kể, sau kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi, bảng nhãn Lê Đỗ được triều Trần cử sang Nguyên triều đi sứ, mong nối lại hòa khí với nước mạnh hơn mình mà mang lại hòa bình cho nhân dân đất Việt. Ít Kiều vốn là võ tướng thủy quân,
được cử làm tướng hộ vệ Lê Đỗ. Quân Nguyên sang đánh Đại Việt được biết danh tiếng của Yết Kiêu. Nay thấy Yết Kiêu sang sứ thì vua cùng các tướng nhà Nguyên đều nghĩ cách để có được tướng tài. Một viên quan tâu rằng nên sử dụng mỹ nhân kế bởi anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vậy nên trong lần đi sứ ấy, vua Nguyên liền tỏ ý muốn gả công chúa Nguyên Triều vốn rất xinh đẹp cho ông là công chúa Ngọc Hoa. Công chúa Ngọc Hoa thuộc dạng sắc nước nghiền thành, lại đàn hay hát giỏi nên được vua cha cưng chiều. Khi nghe vua cha nói muốn gả cho một viên tướng ở Nam Triều và phải giữ bằng được ông ấy ở lại đây thì công chúa không bằng lòng. Thế nhưng khi lần đầu nhìn Yết Kiêu, thấy đây quả là một dũng tướng, khi trò chuyện thì lại thấy đây là một người gần gũi nên công chúa thay đổi, dành trọn vẹn tình cảm cho Yết Kiêu. Hàng ngày, công chúa đều tìm cớ để có cơ hội gặp Yết Kiêu, khi thì mang đặc sản phương Bắc để khoe, khi thì mời Yết Kiêu đi ngắm đất kinh kỳ. Thấy hai người thường xuyên trò chuyện với nhau thì vua Nguyên mừng lắm. Khi thời gian đi sứ đã hết, vua Nguyên dùng đại tiệc để tiễn đoàn sứ của Đại Việt. Khi buổi tiệc đến lúc vui vẻ nhất thì vua Nguyên nói ngỏ ý muốn gả công chúa cho Yết Kiêu. Yết Kiêu không muốn kết hôn để hoàn thành sứ mệnh chuyến đi sứ này, nên sau giây lát suy nghĩ, Yết Kiêu đáp rằng: "Cảm ơn đức vua đã cho thần có được diễn phúc ấy, nhưng nước có phép vua, thần lại là tôi tớ của vua Trần nên phải tuân theo lệnh vua. Thần xin phép về xin ý kiến của vua Trần, nếu được đồng ý, thần sẽ qua làm lễ với công chúa." Công chúa hay tin, liền xin đi theo Yết Kiêu về Đại Việt. Yết Kiêu liền nói rằng: "Tục nước tôi không cho phép con gái theo về nhà chồng mà chưa có mối, chưa có lễ vật. Nàng lại là công chúa cảnh vàng lá ngọc, càng phải giữ thanh danh, thể diện. Nàng cứ ở lại chờ tôi một thời gian để tôi nói với cha mẹ mang lễ vật tới." Trở về đất nước, vua quan triều Trần lo lắng sẽ mất một viên tướng tài giỏi nên không đồng ý. Từ ngày Yết Kiêu đi, chờ mãi không thấy tin tức gì, lòng công chúa Ngọc Hoa như có lửa đốt, nàng thường lên lầu cao ngóng về phương Nam. Mỗi lần có đoàn sứ thần từ Đại Việt đến, công chúa đều hỏi han tin tức rồi gửi lời nhắn đến Yết Kiêu, nhưng đều không thấy hồi âm. Chờ đợi mỏi mòn, công chúa Ngọc Hoa vẽ hình Yết Kiêu, tự tay thêu đôi uyên ương để tặng khi Yết Kiêu quay lại, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Suốt 2 năm không có tin tức gì, không chờ thêm được nữa, công chúa xin được sang phương Nam. Nhà vua ngăn cản, nhưng công chúa cương quyết đi, nếu không được đi sẽ tự vẫn. Vì thế, vua Nguyên đồng ý và cử người đi theo bảo vệ. Từ Đại Đô, đoàn người bắt đầu cuộc hành trình xa xôi đến phương Nam. Sau 2 tháng thì đến biên giới thuộc Móng Cái, Quảng Ninh hiện nay. Tin tức bay về triều đình, nhà Trần không muốn mất Yết Kiêu nên loan báo rằng Yết Kiêu đã qua đời. Nhận được tin dữ, công chúa đau đớn, mặc đồ tang, lập đàn tế suốt 7 ngày 7 đêm liền. Sai lính đặn gỗ vàng tâm, triệu thợ điêu khắc giỏi tạc tượng mình và viết bức huyết tâm thư, thổ lộ tình cảm của mình với Yết Kiêu. Rồi đặt bức tượng mình vào thân một khúc gỗ đã đục rỗng, thả xuống sông cho trôi về Đại Việt. Xong việc, công chúa Ngọc Hoa khấn: "Thiếp và chàng sống trên trần thế, chưa nên xuyên vợ chồng. Nay chàng không còn nữa, thiếp nguyện thác xuống âm phủ để gặp chàng và nghiên nghĩa vợ chồng." Nói xong, công chúa quay về hướng Bắc, nhìn quê hương lần cuối, rồi cởi hài, gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Thấy vậy, 9 nàng hầu và 2 thái giám cũng nhảy xuống sông theo chủ. Dù có nhiều người con gái dành tình cảm cho Yết Kiêu, nhưng ngày nay, tại nơi thờ Yết Kiêu ở Điền Quát, thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, chỉ có bức tượng gỗ của Ngọc Hoa công chúa là được đặt cạnh Yết Kiêu. Bức tượng gỗ này tương truyền là được đẽo từ tấm gỗ nổi lên nơi công chúa Ngọc Hoa chẫm mình chết. 3 người đẹp đem lòng yêu, 2 người là công chúa, 1 là quận chúa, tất cả đều không thể làm lay động trái tim Yết Kiêu. Quả là một chàng nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất và trung tình hết mực. Ở thời phong kiến thì việc nam thê 7 thiếp được xem là bình thường, nên tình yêu của Yết Kiêu dành cho nàng Vân lại càng là sự lạ, hiếm hoi. Huống hồ, người con gái ấy đã mất. Danh tướng Yết Kiêu và những chiến công hiển hách trong các trận thủy chiến, trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Mông Nguyên sống mãi với nhân dân Việt Nam. Truyền thuyết đơn giản, mộc mạc, những ngôi đền, những lễ hội thờ cúng và tưởng nhớ Yết Kiêu góp phần tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ mai sau trong việc bảo vệ biển đảo của đất nước. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.